Xin chào các bạn cung sư tử, và đây sẽ là trải bài dự đoán tổng quan tình cảm tháng 6 dành cho các bạn. Và mọi người nhớ rằng là mình làm cái thứ tự các lượt video dựa trên lượt like và lượt bình luận trong mỗi cung, cho là bạn hãy tích cực like và bình luận cho video cung của mình nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với lại các bạn cung sư tử còn đang độc thân trước, để xem rằng là trong tháng 6 này sẽ có điều gì sẽ đến với các bạn. Đối với các bạn cung sư tử còn đang độc thân á, thì mình cảm nhận được rằng là trong tháng 6 này á, có vẻ như là một ai đó đang xuất hiện với các bạn. Tại vì các bạn có lá new love ở đây. Đây sẽ là một cái mối quan hệ mới hoặc là một người mới đang đến. Nhưng mà có một điều nữa đó, chính là cái việc rằng là cái người này họ không hẳn là xuất hiện liền trong tháng 6 đâu, mà cái việc mà cái người này hay là cái hành trình để người này đang đến với bạn thì á, nó còn phải mất một cái khoảng thời gian. Tại vì ở đây bạn có lá waiting a next few months, nghĩa là nó sẽ trong một vài tháng tiếp theo nữa. Cho nên là đối với những bạn cung sư tử, nếu như mà các bạn vẫn còn đang độc thân á, thì các bạn giống như là đừng quá ủ rũ là tại sao tình cảm chưa đến với mình. Tại vì thật ra là các bạn đang trên cái hành trình hoặc là trên cái quá trình kiến tạo để gặp được một cái mối quan hệ phù hợp với mình, cho nên là đừng lo lắng quá nhiều. Và mình cảm nhận được ở đây á, cái tinh thần của những bạn cung sư tử á, còn đang độc thân á, mình thấy rằng bạn làm trong vòng tháng 6 này đây là một cái tinh thần nó rất là mạnh mẽ, nó rất là rực rỡ. Ở đây bạn có lá show the world the real you and the sun, nó giống như rằng là cái việc bạn bạn tỏa sáng, bạn lấp la lấp lánh và bạn tự tin, bạn thể hiện chính bản thân hay là chính cái cá tính của mình. Và có vẻ chính vì cái điều đó bạn là chính bản thân của mình, cho nên là bạn thu hút rất là nhiều những cái nguồn năng lượng tích cực đến với mình. Và thật ra trong một cái trải bài á, mà mình thấy cái lá đờ xanh hiện lên thì cái giống như là cái suy nghĩ hoặc là cái ấn tượng của mình về cái điều đó, giống như là đây là một cái trải bài mà chắc chắn rằng nó sẽ mang đến rất là nhiều những cái kết quả tươi sáng hoặc là những cái gì đó rất là tuyệt vời ở đây. Cho nên là đối với những bạn cung sư tử, có thể là trong tháng 6 này bạn sẽ thấy có những cái sự thay đổi xung quanh trong bản thân của mình. Và các bạn thật ra đơn giản ngay từ bây giờ là các bạn cũng đã nhận ra được điều đó rồi. Bạn cảm nhận được rằng là mọi thứ về cái không khí xung quanh, về con người xung quanh bỗng nhiên có gì đó nó vui tươi một cách lạ thường, hay là những cái gì ở bên bên cạnh bạn á, nó tràn ngập những cái gọi là những cái sự happy happy, nó rất là tuyệt vời. Và bạn cảm nhận được cái điều đó nó mang đến cho bạn rất là nhiều những cái sự thoải mái ở đây, thì hãy tích cực lên và hãy tiến lên về phía trước. Hãy phát huy cái tinh thần hoặc là những cái điều rực rỡ như vậy. Và ở đây nè, bạn có lá rebuild and past life relationship. Thật ra hai cái lá này nó không hẳn rằng là về cái việc là người yêu cũ hay là một ai đó cũ sẽ quay về với bạn. Nó chỉ đơn giản nói lên là cái việc rằng là cái new love hoặc là cái tình yêu mới này đến đó, là giữa hai bạn đã có những cái gọi là karmic connection, là những cái liên kết về mặt linh hồn, liên kết về mặt nhân quả, và các bạn đã từng biết về nhau rất là nhiều từ cái kiếp về trước rồi. Và mình tin rằng là cái sự quay trở lại của người này á, đó giống như là cái việc các bạn quay lại và các bạn cùng nhau có được những cái sự giải quyết cho những cái vấn đề trước đây, có hay là trong những cái kiếp trong quá khứ mà các bạn vẫn chưa có sự giải quyết được. Và thật ra mình cảm nhận được cái mối quan hệ này á, nó cũng không hẳn là cái việc mà các bạn phải trải qua những cái bài học hay là những cái gì đó nó thật sự nó rất là đau đớn. Tại vì ở đây nè, các bạn có lá đờ xanh, cho nên đối với trải bài của những bạn cung sư tử còn đang độc thân á, thì cái past life relationship này á và cái review này giống như là cái sự xuất hiện của người này, cái người mới này, họ sẽ mang đến cho bạn rất là nhiều những cái niềm vui, và họ mang đến nhiều cho bạn hơn về cái sự bù đắp những cái gì mà bạn đã cảm nhận được rằng là mình bị thiếu thốn, mình bị mất mát trong những cái mối quan hệ trước. Cho nên đây là một cái trải bài rất là đẹp. Ở đây bạn có lá Justice và King of Pentacles, cho nên cái người sắp tới này của bạn có thể là một người thuộc về cung đất Ma Kết Kim Ngưu Sửu Nữ, hoặc là bất cứ cung nào cũng được, bạn không cần phải quá chú ý về cung. Và đây là một người rất là chính trực, rất là công bằng, và họ có cái cá tính khá là trầm lặng và có một cái nhìn rất là khách quan. Họ họ ở đây á, thật ra cái lá Justice này á, nó còn mang ý nghĩa một cái ý nghĩa về trong cái trải bài tình cảm nha, nó còn mang ý nghĩa rằng là đây sẽ là một cái mối quan hệ có những cái sự công
sự cân bằng giữa việc cho đi và nhận lại. Và khi mà bạn bước vào cái mối quan hệ, tất nhiên là những cái sự cân bằng giữa việc cho đi và nhận lại á, thì nó sẽ luôn mang đến những cái điều rất là vui vẻ, rất là happy happy. Ở đây nó mình cảm nhận được là nó không hề có một cái sự toxic hay là những cái gì nó độc hại nào cả trong cái mối quan hệ này. Và dạ, đây là một cái tình cảm rất là đáng mong đợi dành cho những bạn cung sư tử. Cho nên là xin chúc mừng các bạn. Và một điều nữa mình cần phải nhấn mạnh ở đây đó, đó chính là nếu như mà các bạn biết cái điều đó và hãy giống như là hãy nghe và để đó vậy thôi. Tại vì hiện tại bây giờ nếu như mà các bạn vẫn cứ dạ các bạn lấy một ly đây nếu như mà các bạn vẫn cứ nghiêng về hay là các bạn vẫn cứ có cái sự trông đợi như là tại sao người đó chưa tới, tại sao người đó vẫn mãi chưa xuất hiện á, thì thật ra bạn đang đang mong đợi vào cái điều thiếu. Và khi mà mình đang thu hút cái điều thiếu á, thì mình đang vô tình tạo nên một cái bức tượng hay là một cái bức tường năng lượng mà nó là một cái hàng rào để ngăn cách những cái điều mà đang đến với mình, nó đáng lẽ ra là phải đến sớm hơn nhưng mà mình lại vô tình làm những cái hàng rào trắng để ngăn cái sự đến của nó. Yes. Yes. Cho nên là đối với các bạn cung sư tử còn đang độc thân á, thì hãy cứ happy happy happy, hãy cứ là chính mình, hãy cứ tỏa sáng, hãy luôn vui vẻ, hãy luôn tích cực và hãy tin rằng là cái tình yêu mới hay là những cái tình yêu đích thực á, họ sẽ đến sớm thôi. Vậy đó chính là thông điệp dành cho những bạn cung sư tử còn đang độc thân. À, cái lá 10 ly ở đây là một cái hình ảnh mà nó khá là happy happy, giống như là những cái gì nó rất là trọn vẹn, gia đình và những đứa trẻ và dưới những cái cầu vồng lấp lánh giống như là niềm vui được nhân đôi, nhân ba, nhân 10 lên vậy á. Cho nên là đây là một cái trải bài rất là tuyệt vời. Xin chúc mừng những bạn cung sư tử còn đang độc thân nha. Ok. Và bây giờ mình sẽ đến với các bạn cung sư tử đã có đối tượng hoặc là đang trong một mối quan hệ để xem rằng là trong tháng 6 này mọi người đợi mình chút xíu. Đối với những bạn cung sư tử đang trong một mối quan hệ hoặc là đã có đối tượng á, thì mình cảm nhận được ở đây giống như là cái việc cái trải bài này nó thiên về là có một cái sự quay trở lại của cái mối quan hệ cũ. Ở đây nè, đầu tiên là các bạn có lá reconciliation, nó giống như là một ai đó từ quá khứ sẽ quay trở lại đến với cuộc sống của bạn. Cho nên nếu như mà các bạn cung sư tử, các bạn đang có một cái băn khoăn hay là đang có một cái điều gì đó mà các bạn vẫn chưa dứt ra được á, thì ở đây có thể là một mối quan hệ mà mọi người đợi mình chút xíu nha. Đối với trải bài của các bạn cung sư tử đang trong một mối quan hệ hay là đang có đối tượng á, thì đầu tiên ở đây các bạn có tới tận hai lá queen, các bạn có queen of pentacles và queen of swords. Cho nên ở đây mình có thể hiểu theo hai ý nghĩa, có nghĩa là một cái ý nghĩa về mặt vật lý, ý là về những cái gì hiện hữu á, thì có vẻ như là trong cái mối quan hệ của bạn bạn đang bị rắc rối hay là cái mối quan hệ trước đây giữa nghĩa là có một ai đó đã xuất hiện trong cái mối quan hệ của bạn. Và đó là về ý nghĩa vật lý nha, và là trường hợp đầu tiên. Và trường hợp thứ hai á là về cái việc các bạn luôn có những cái tâm trạng rất là buồn và bạn cảm nhận được là cái mối quan hệ này nó không phải là nó không có quá nhiều tình cảm, nó giống như là đây là một cái mối quan hệ mà dần dà rồi mọi thứ nó thiên về lý trí hay là nó như là một thói quen rồi, và bạn bạn cảm nhận được là có cái điều gì đó nó đã không ổn trong cái mối quan hệ này, hay là giữa hai bạn đang có những cái vấn đề và bạn không còn cảm nhận được cái sự mặn nồng hay là cái sự ngọt ngào, cái sự nồng ấm từ cái thuở ban đầu từ cái đối phương nữa, và cả kể cả bạn cũng vậy. Thì đó sẽ là hai trường hợp
của những bạn cung sư tử ở đây. Thì anyway, dù thế nào đi chăng nữa thì trong vòng tháng 6 này á, mọi thứ nó sẽ có sự quay trở lại hay là sự quay trở về, và cái người này và bạn sẽ là cái có những cái sự kết nối lại. Ở đây nè, bạn có lá King of Wands, và thường những cái lá mà thuộc về nhóm gậy á, hay là những cái lá mà thuộc về bộ Wands á, thì nó thường mang những cái yếu tố lửa, như là những cái sự nồng ấm, những cái sự nồng nhiệt. Cho nên là nếu như mà đối với những bạn cung sư tử trong tháng 6 này, cái câu hỏi của các bạn rằng là liệu rằng cái sự quay trở lại này á, nó có nhạt dần hay là các bạn có thể làm lại được hay không á, thì câu trả lời sẽ là có. Các bạn có thể có sự hàn gắn hoặc là cái sự ham nóng tình cảm lại, và thật ra tình cảm của người này họ vẫn còn hướng về phía bạn. Cái quan trọng là cái việc các bạn có cái gọi là có thể cho nhau một cái cơ hội, hoặc là cho cái mối quan hệ này một cơ hội này hay không. Và ở đây các bạn có một lần nữa nhấn mạnh, đó chính là lá sáu kiếm. Ở đây hình ảnh của lá sáu kiếm là hình ảnh cái việc gọi là cái tình huống này nó sẽ có cái sự cải thiện, và giống như là hình ảnh của một người và cô ta đang đi từ những cái gọi là những cái vùng biển dợn sóng ở đây nè, để đến với lại cái vùng nước bình yên hơn. Giống như rằng là cái thời kỳ mà dậy sóng hay là nổi sóng hay là những cái sóng gió nó đã qua rồi, và cái mối quan hệ bạn của bạn nó đã đến một cái mức mới, một cái sự bình yên mới nhiều hơn. Ở đây á, thật ra đối với những bạn cung sư tử đang trong một mối quan hệ hoặc là đã có đối tượng á, thì cái mà các bạn có thể làm trong cái khoảng thời điểm hiện tại bây giờ á, đó chính là cái việc mình cần phải nâng cao cái nguồn năng lượng của mình lên, và mình cần phải có cái sự tỏa sáng. Ở đây bạn có lá Love Yourself First và lá Shine ở đây, cho nên hãy là tỏa sáng hết mình và hãy quay về yêu thương bản thân của bạn. Tại vì thật ra dù thế nào chăng nữa, hay là dù những cái cảm xúc của bạn, có nghĩa là có cái sự xuất hiện của một ai đó về mặt vật lý hay là về tinh thần á, các bạn cảm nhận được có cái gì đó nó không ổn trong mối quan hệ này, hay là nó thiên quá nhiều về một cái thói quen, hay là cái mối quan hệ này nó đã dần bớt đi những cái gọi là tình cảm, những cái cảm xúc, và nó thiên về gọi là những cái lý trí nhiều hơn á, cái dạng dạng như vậy, thì các bạn vẫn phải là người tập trung vào bản thân của mình trước. Tại vì thật ra mình không thể nào đặt cái hạnh phúc của mình vào trong tay của một ai đó được, và chỉ khi mà bản thân của mình là cái người á mà có thể mang đến hạnh phúc cho mình, và mình nè mới chính là cái người mà mình có khả năng tự có thể dựa dẫm vào cho chính bản thân của mình. Cho nên là các bạn hãy quay về, và thay vì mình vẫn mãi mình ủ rũ, mình buồn rầu vì một ai đó, thì hãy chấn chỉnh cái tinh thần này lại và hãy tỏa sáng. Và cái tỏa sáng ở đây không phải là để một ai đó nhận thấy rằng là cái họ cảm thấy rất là hối lỗi tại vì cái việc mà họ đã không đối xử hay là không cư xử một cách xứng đáng với mình, mà chỉ đơn giản rằng là cái việc mình tỏa sáng là tại vì mình xứng đáng được như vậy, và mình biết được cái giá trị hay là cái khả năng, cái sự lan tỏa những cái nguồn năng lượng của mình đến đâu. Mọi thứ có sẽ ổn thôi. Bạn ở đây bạn có lá if you believe, có nghĩa là nếu mà bạn thật sự tin tưởng vào cái điều đó thì yes, bạn có thể làm được. Ở đây bạn có lá your dream is a practical plan, giống như là mọi cái kế hoạch của bạn cần phải có một cái những cái ước mơ hay là những cái ước vọng của bạn á, cần phải có một cái kế hoạch cụ thể, thì đây chính là cái lá bài tượng trưng cho sự hành động. Và hành động ở đây không hẳn là cái việc mà bạn phải chạy đi, bạn phải gào thét, bạn phải nói lên với cái người đó hay là những cái nỗi buồn này nọ đồ, mà chỉ đơn giản cái hành động ở đây là cái việc bạn quay trở lại, bạn tập trung cái sự yêu thương, hay là bạn lan tỏa cái ánh sáng, bạn để cho bản thân mình tỏa sáng như thế nào. Thì khi mà bạn làm được điều đó rồi á, thì thật ra nó sẽ thúc đẩy những cái sự thay đổi, những cái sự tiến lên. Và nó giống như là cái câu mà mình thường hay nghe hay là thường hay đọc, đó chính là cái câu đời thay đổi khi ta thay đổi. Cho nên là khi mà mình muốn có một cái sự thay đổi nào đó đến với cuộc sống của mình, thì đầu tiên chính bản thân của mình phải là cái người thay đổi trước cái đã. Và hãy bắt đầu hành động từ trong cái bản thân của mình trước. Cho nên đối với những bạn mà cung sư tử đang trong một mối quan hệ hoặc là đã có đối tượng, về chuyện tình cảm của bạn trong tháng 6 này á, vẫn là cái từ khóa hãy tập trung vào chính bản thân của mình. Còn cái việc mà reconciliation, cái việc mà có quay trở lại hay là không quay trở lại á, thì thật ra mọi thứ nó không hẳn là do cái sự gọi là nó không nằm dưới cái sự kiểm soát của các bạn. Tại vì trong một cái mối quan hệ tình cảm nó sẽ đều bắt đầu từ hai phía, cho nên là hãy vui lên, hãy chấn chỉnh lên. Và nếu như thật sự cái chuyện này xảy ra thì mình nghĩ mình cũng happy happy, và mình
với cái tinh thần đón nhận hơn là cái tinh thần rằng là có những cái sự nghi ngờ, những cái sự trách móc hay là tại sao người đó lại quay lại hay là có vấn đề gì hay là gì thế nào đó, hãy hãy đón nhận cái điều đó với cái những cái tinh thần nó rất là thoải mái, là tại vì mình xứng đáng được như vậy, mình xứng đáng để nhận những cái điều đó. Ở đây các bạn có lá The Hierophant và lá ba gậy ở đây, cho nên cái kiểu này nó giống như rằng là mọi thứ hay là những cái định mệnh nó xảy ra khi mà bạn đặt cái hướng hay là cái trọng tâm của mình vào một cái hướng khác, khi mà bạn nhìn cao hơn, xa hơn, bạn không mãi tập trung đầu óc hay là không mãi tập trung cái suy nghĩ của mình về hay là bị bó gọn trong một cái mối quan hệ. Cho nên là đối với những bạn cung sư tử á, thì hãy lấy lại cái niềm kiêu hãnh của mình sẽ dùng từ kiêu hãnh, và hãy lấy lại những cái gọi là thần thái, cái khí chất của mình, hãy quay về yêu thương bản thân của mình. Và khi mà bạn làm được điều đó rồi á, if you believe, nếu mà bạn tin tưởng thì yes, bạn có thể làm được. Và đó chính là thông điệp dành cho những bạn cung sư tử tổng quan trong tình cảm trong tháng 6. Và để nhận thêm thông báo có video mới, mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông ở bên cạnh. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.